Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1 triệu token có ký hiệu là CIN này các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở Telegram Start Chatbot rồi bạn. Rồi bấm vào join này rớt. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join link góp nè. Rồi bạn bắt up rồi. Join tiếp kênh channel luôn nè. Rồi bạn bắt up nè. Tiếp tục join tiếp kênh channel nữa nè. Rồi bạn bắt up rồi nè. Tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter nè, bạn theo dõi nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn retweet nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet đây nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn follow Facebook nè. Trên Facebook thì bạn bấm thích nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè. Các bạn like luôn nè các bạn. Bạn chia sẻ công khai luôn nha bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Bạn bấm next step nè. Rồi bạn bấm set nè. Rồi bấm submit đi tên. Rồi bạn lướt trang nha các bạn. MZUH Rồi chú bot nè. Slide BB. BB I S M. Rồi các bạn điền là username Telegram mình nha bạn. Thì gọi nhập vào cạnh cùng nè, giờ setting nè. Copy username mình nè. Rồi lại cho bot. Tiếp tục submit username Twitter mình thì bạn mở Twitter mình ra các bạn. Các bạn điền là username Twitter mình nè. Tiếp tục các bạn điền là username Facebook nha các bạn. Rồi đem lấy username Facebook mình nha các bạn. Nhấp vào đây. Rồi các bạn nhấp vào đây. Rồi nhấp vào avatar mình nha các bạn. Các bạn nhấn ba anh cùng nha các bạn. Các bạn sao chép chăng anh mình nè các bạn. Là các bạn lấy cái đuôi username Facebook mình chỗ này nè các bạn. Sao chép đây rồi. Sao chép luôn đi. Rồi các bạn bắt đắp lại các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi các bạn bỏ từ vô gạch này đi các bạn. Lâu quá. Rồi các bạn thêm mã cộng đầu tiên nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục gửi địa chỉ bên bi sao mã trên bet 20 trên YouTube Collect của mình nha các bạn. Rồi bạn sao chép nè. Mình lại cho bot nè. Rồi các bạn bấm vào submit don nha các bạn. Rồi bạn bấm vào sao tiếp nè. Rồi mình đã nhận được 1 triệu token CNI nè. Các bạn dễ lấy dép chia sẻ trong bè người thân để kiếm token nha các bạn. Thì video đã đang kết thúc, mình sẽ tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.